hôn nhân là chuyện do mình quyết định. Chờ được 29 năm chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa. Em thì khá là chiều chuộng con gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Mời bạn nam. Chào Nguyên Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bên chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Đầu tiên mời bạn nữ bên kia giới thiệu về mình. Em tên là Ngọc Hạnh, 29 tuổi. Hiện tại em đang làm quản lý tại công ty nghiên cứu thị trường. Công việc chính của em là làm việc với lại các nhà bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Rồi, quê em ở đâu? Dạ em sinh ra ở đây. Rồi bạn trai mời em giới thiệu. Dạ em tên là Thọ, Phạm Hữu Thọ. Năm nay em cũng 29 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý giám đốc sản xuất của công ty gỗ. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Tây Ninh. Nhưng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại em đang làm ở Củ Chi. Củ Chi là dạ. Cũng gần Tây Ninh mà. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Cũng 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Dạ. Mối tình nào mình nhớ nhất? Đó là mối tình thời sinh viên. Không, cái mối tình xa rồi. Nhưng mối tình gần đây nhất nè là bao lâu rồi? Cách đây khoảng 2 năm nữa. Qua các mối tình như vậy bạn rút kinh nghiệm như thế nào, tại sao mình phải chia tay những mối tình như vậy? Có lẽ là do em quan tâm bạn gái đó quá mức. Nhiều lúc quan tâm quá mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Quan tâm quá thì thích chứ có gì đâu mà. Cái đó em cũng không hiểu. Bạn gái đầu tiên á là em quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà khi mà quan tâm nhiều có thể là bạn nữ cảm giác có thể là lạ. Không phải lạ nhưng mà quan tâm nó nhiều quá đó. Giống như mình theo dõi nhiều quá. Người ta cảm thấy bị bức bối. Bức bối gì đó, mình bó buộc người ta quá. Không bó buộc, chỉ quan tâm hỏi thăm thôi. Chứ em cũng không ràng buộc. Còn mối tình mấy mối tình sau là không quan tâm nữa. Nên đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Rồi vậy là hiểu rồi. Bạn gái, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em có là 3 mối tình. Chia tay cái mối tình cuối cùng cách đây bao lâu? Cũng khoảng gần 1 năm. Trong 1 năm vừa qua thì mình không có mối tình nào hết. Thật ra thì cái môi trường của em thì em gặp gỡ tiếp xúc rất là nhiều. Đúng rồi. Em nghĩ là mọi thứ nó sẽ ở cái chữ duyên á chị. Tại vì nhiều khi mình gặp nhưng mà mình lại không có cảm xúc. Nhiều khi người ta gọi là không có phản ứng hóa học nó xảy ra á. Thì em gặp rất là nhiều người. Và cũng có những người là kiểu như là độc thân. Hoặc là những người mà cũng muốn tiến đến. Nhưng mà kiểu như mình không có cảm xúc thì nó cứ vậy á chị. Bản thân là em vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Giả sử mà có thêm một người nữa thêm vào á thì em nghĩ cái đó là nó cộng thêm thôi. Còn nếu không có thì cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm. Ủa, 29 tuổi không muốn lấy chồng hả? Không phải là không muốn lấy chồng, nhưng mà ở nhà em thì gia đình em quan niệm hôn nhân là chuyện do mình quyết định. Chỉ cần hôn nhân đó là mình cảm thấy hạnh phúc thì dù mình 29 hay là mình 30-31 tuổi thì chuyện đó thật sự nó không phải là mà quá nghiêm trọng. Chờ được 29 năm chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa? Chờ 1-2 năm nữa thì không, đúng là không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà 29 mà lên tới 39 thì cũng hơi mệt mỏi. 39 thì chắc là em nghĩ là hơi lố, tại vì đó nên mình phải lo từ bây giờ chứ em mới không quan tâm sao được, đúng không? Dạ, thật ra thì em nghĩ là quan tâm ở cái khía cạnh đó là em chú ý bản thân em hơn. Có nghĩa là mình biết những cái kỹ năng hay là những cái gì mà mình cần để mình chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này. Ví dụ như là về tài chính hoặc là về cái cách mà cư xử. Thì đó là những cái mà em nghĩ là mình khi mà mình sẵn sàng á, thì nếu mình tìm được một đối tượng phù hợp thì chắc chắn là cái chuyện mà đến với nhau nó là chuyện dễ. Em thì em không có giống như một số bạn thì sẽ rất là lo lắng, sốt sắng, sợ là chết men rồi, không ai cưới mình rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lanh lắm đó. Ca bên kia nghe bạn gái nói quan điểm của mình thì thấy như thế nào? Dạ em thấy cũng ok chị, cũng có một phần giống em, tức là cũng muốn có một cái tài chính ổn định. Bạn gái bên kia muốn tìm bạn trai của mình như thế nào? Cái đầu tiên sẽ là chuyện là phải rất là chín chắn và trưởng thành. Tính tình thì sẽ là điềm đạm. Tại vì thật ra tính tình của em thì em có thể điềm đạm, nhưng mà bản chất gốc thì em cũng không có được hiền cho lắm. Mình bên đây thì rất là điềm đạm, rất là trầm. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa bạn gái? Thật sự cái này thì nói cũng rất là thẳng thắn luôn. Có nghĩa là hai người phải có đảm bảo về tài chính mà phải tương đối ngang bằng với nhau. Thì nó cũng tạo điều kiện để cho tinh thần mình thoải mái. Ví dụ như là đi chơi hoặc là đi du lịch thì cái chuyện đó nó rất là dễ. Và em nghĩ là cái cuối cùng sẽ là cái chuyện là một người đàn ông có lòng vị tha. Tại vì trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều sai lầm, ai cũng sẽ có sai lầm chứ không thể nào gọi là trọn vẹn được. Thì nếu mà có lòng vị tha thì mới đi đường dài được, còn nếu không thì sẽ rất là khó để có thể là hòa hợp với nhau. Sao anh? Tài chính nó không đủ mạnh để mình đi du lịch rồi đó. Vẫn đảm bảo đầy đủ. Có thể lo cho vợ và một người con được không? Dạ được. Vậy là cũng ổn rồi. Anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em muốn tìm một bạn nữ như là tóc dài, nó che trắng chút xíu. Nếu được á thì bạn đó bù lại cho em chút xíu là nó nói nhiều chút xíu. Đó. Thấy rồi đó, có đó, dạ. Nhiều hơn đó. Yên tâm. Dạ. Còn yêu cầu gì nữa không? Dạ,
chỉ vậy thôi. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Em rất là dễ hòa hợp với lại người khác, rất là dễ gần, cũng như là em rất là kiên nhẫn để hiểu người khác như thế nào. Còn nếu mà gọi là trong chuyện mà quen nhau như là bạn trai bạn gái ấy, thì thật ra là em là người luôn chủ động và tạo ra những bất ngờ cho bạn trai. Em hay giận, nhưng mà khi mà giận xong thì để chừng nửa buổi hoặc là mấy tiếng là tự em sẽ hết giận thôi. Không sao, gái giận hờn vu vơ tí cũng được. Hay bạn trai, nếu bạn gái cứ hay giận hờn hoài, mình có chiêu nào làm cho bạn gái hết giận không? Có thể là đi ăn uống, xem phim. Nếu mà giận dữ quá thì có thể là chuyến du lịch nào đó để so dịu đi. Anh có ưu điểm, khuyết điểm gì? Em thì khá là chiều chuộng bạn gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà có thể dẫn tới thái quá chút xíu. Thái quá là sao? Chiều quá. Chiều quá đó hả? Ví dụ có thể là tối nhắn tin, sáng nhắn tin, hỏi thăm cũng nhiều vấn đề. Vậy được mà, thích mà. Bạn gái có thích bạn trai không? Đừng có nhắn tin nhiều quá, quan tâm mình là nhiều vậy không? Người ta cũng bận nhắn tin hoài, người ta đâu kịp trả lời đâu. Phải thôi chị, tại vì ai cũng có cuộc sống bận rộn nhưng hết. Đúng rồi. Ngộ lắm. Thì nhưng mà mấy cái đợt sau này là em rút kinh nghiệm là em ít lắm. Bởi rằng con gái cũng rắc rối lắm. Không nhắn á, thì cũng nói sao không ta không quan tâm mình. Mà nhắn nhiều á, thì cũng bởi cho nó khó lòng lắm em. Cố gắng nha. Khó lắm. Cô bên này nhìn khó chịu lắm. Dạ. Bạn có muốn kết hôn chưa? Gia đình cũng hối thúc nhiều, lúc nào cũng nghe nói hết rồi. Riêng sợ về luôn. Nếu tìm hiểu thì bạn muốn bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 năm, 2 năm. Nếu mà cảm thấy hợp với nhau thì mình tiến tới thôi. Bạn không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Cái hình xăm á, thì ở đó em không thích. Có xăm mình không bạn? Dạ, chỉ vậy thôi chị. Dù nó yêu quá thì xăm lên anh trên đây rồi sao? Những cái điểm xăm mà có thể là nó giấu đi chút xíu á thì không sao, đừng lộ liễu quá. Được, anh đi hiền á, hiền hậu dễ thương. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với lại em gái em ạ. Không, gặp em gái nào? Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em ruột của chị Hạnh. Thì em có nhận xét là anh này cũng chín chắn, ngoại hình thì ưa nhìn, cũng có chí làm ăn. Theo em thấy thì cũng tạm ổn với chị Hạnh. Em nói gì cho em gái tin tưởng chút xíu đi. Thật sự em cũng không biết nói gì giờ nữa. Nói sao để em gái tin tưởng, có thể nói thêm với chị đó. Nếu mà hai người có thể tiến tới hôn nhân á, là anh chắc chắn đảm bảo một điều là bạn nữ bên kia sẽ không khổ và có thể là có một người chồng rất là tốt. Vậy được rồi, quá được. Để kiểm tra xem cô gái bên thế này rồi ha. Dạ. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Chào anh. Hôm nay lâm rồi nha. Lâm lắm. Hôm nay về coi như làm trụ cột á. Anh thiếu thiện lắm. Vấn đề đừng ăn hiếp là được rồi, tội nghiệp em của anh nha. Trời dễ thương lắm. Dạ. Được rất rồi, là dễ thương ha. Quan trọng là bây giờ ta cho hai bạn gặp nhau đi nha. Dạ. Kéo màn lên. Ráng nha, ráng thuyết phục cô ấy bấm nút nha. Này không biết thuyết phục sao đây. Cái kệ tùy bạn thôi. Nào. Bắt đầu. Nào. Chào bạn. Dạ. Chào anh. Mình có món quà tặng bạn. Dạ, cảm ơn anh. Ủa sao anh biết em thích gấu bông vậy? Mua gấu để lưu giữ được lâu. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hiện tại thì anh nói là anh làm trợ lý cho công ty gỗ á. Thì cái công việc của anh thì thời gian anh đi công tác có nhiều không anh? Không, hầu như là mình không có đi công tác nhiều. Dạ, không biết là anh có câu hỏi gì cho em không? Anh muốn hỏi em về cái quan điểm mối quan hệ giữa hai người nam và nữ thì em nhận định như thế nào? Thật ra em thì tin vào tình thương nhiều hơn là tình yêu. Tại vì yêu thì nó chỉ lên đến một đỉnh nào đó thì nó sẽ đi xuống dốc. Còn đối với lại thương thì nó sẽ là một cái quá trình mà nó khá là bền bỉ và nó duy trì được lâu hơn. Còn về anh thì anh cảm thấy nó là giống như sự chân thành và chia sẻ về công việc, về xã hội, về gia đình. Khi mà đi đến hôn nhân á thì anh nghĩ là nó dựa trên nhiều về cái sự chân thành và hai bên cảm thấy với nhau như thế nào, có tiến tới được hay không. Em thì nghĩ là nó sẽ thêm một yếu tố nữa là sự hòa hợp của anh. Tại vì nhiều khi chân thành á, mình rất là thành thật, nhưng mà nó sẽ phải là một cái sự hòa hợp thì anh sẽ thấy nó đồng điệu. Và như vậy thì nó sẽ đi với nhau là trên đường dài. Em có câu hỏi cuối cho anh thôi. Điều gì anh ghét nhất ở phụ nữ? Xe xua đi đòi. Cụ thể là gì vậy anh? Thì có thể là mình hiện tại mình thấy bạn bên kia có cái đồ giá trị hơn mình á, thì mình bắt buộc mình phải mua được cái đó cho bằng được. Hoặc là mình trang điểm quá lè lẹt, nó sẽ thành đấy. Hỏi thật là anh có thấy tim mình xao xuyến hay rung động chút xíu gì không? Rất là nhiều. Đập thành thật luôn anh. Bạn nữ khá là xinh. Đối với em thì em nghĩ là anh là một người khá là thành thật.
cũng như là chân thành, giống như là cái mà trước giờ anh vẫn nói và vẫn thể hiện. Thì nếu mà em không có duyên làm người yêu của anh á, thì em nghĩ là nếu mà làm bạn với anh á thì cũng là một cái em cảm thấy rất là may mắn. Nhiều người đó làm bạn không á. Tới đây á, mình gặp nhau là cũng có thể là một cái duyên rồi. Thì nếu được á, thì mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, mình có thể tiến tới hôn nhân hoặc lâu dài hơn. Rồi, bây giờ thì quyết định thôi. Tuy rằng có 3 tiếng đếm nhưng rất là thiêng liêng đối với chúng ta. Nó sẽ là một ngày rất đẹp để hai người tìm hiểu nhau. Có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao cô gái không bấm anh ấy dễ thương mà? Em thì em đồng ý với anh là anh này rất là dễ thương. Thật sự là cái cảm xúc mà em ngồi đối diện với anh này là của một người bạn đó. Em không cảm thấy là tim em đập bình bịch. Thì em nghĩ là làm bạn trước đó thì nó sẽ dễ hơn. Rất là đúng. Dạ. Anh nghĩ rằng chúng ta hãy thật với nhau ngay những giây phút ban đầu. Biết đâu sẽ là người bạn tốt và điều gì đến nó cũng sẽ đến thì sao? Đó là quyết định của hai bạn, chúng tôi luôn tôn trọng. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relate chị. Gửi tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và chúc hai bạn sẽ thật thành công trong cuộc sống.